chào anh em đã quay trở lại với TNC Channel. Một lần nữa mình lại đến với anh em đây, và hiện tại mình đang đứng tại quầy gian trưng bày của InWin. InWin thì năm nay mang đến cho chúng ta rất nhiều những sản phẩm thú vị, và đây sẽ là những sản phẩm mang tính là signature, là mang tính biểu tượng của InWin tại Computex 2019 này. Nếu như năm ngoái anh em đã biết đến một cái bộ vỏ cây làm bằng nhôm đúc nặng vài chục cân và có giá lên tới hơn 200 triệu đồng, thì năm nay họ mang đến cho chúng ta những cái thiết kế nó mang tính nghệ thuật hơn, mang tính kiến trúc cao hơn. Và mình rất hân hạnh được chia sẻ với anh em một số thông tin về những cái bộ vỏ cây này. Những bộ vỏ cây này được gọi tên là Yong. Nó gần giống như là Yong trong từ tuổi trẻ, nhưng mà bỏ chữ U đi, chúng ta chỉ còn Yong thôi. Thì những cái bộ chassis này chủ yếu được tạo ra nhờ công nghệ là in 3D 3D printing. Và cái điểm đặc biệt ý là mỗi bộ vỏ cây ở đây đều là duy nhất, one of a kind, không có bộ thứ hai. Và tất cả chúng đều có những cái thiết kế rất là tương lai. Và theo những cái thông tin mà các bạn ở bên InWin cho mình được biết ý, thì những bộ vỏ cây này được lấy ý tưởng từ cái kén của những con bươm bướm ý. Cái kén xong rồi họ đã tạo ra những cái đó. Anh em có thể thấy là lớp trong lớp ngoài được đan vào nhau như là những cái cách mà các con bướm được đan kén. Và anh em biết đấy, kén sâu xong rồi nó nở ra con bướm rất là tuyệt vời, đó là một quá trình lột xác. Thì đây có thể cũng sẽ là một cái ý tưởng, một cái ý nghĩa mà InWin muốn gửi gắm qua những cái bộ vỏ cây này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem là chúng ta còn có những cái sản phẩm tuyệt vời nào khác nhá. Anh em có thể nhìn kỹ vào trong này. Trước đây thì cái bộ vỏ cây năm ngoái sẽ được làm bằng nhôm, nhưng mà bây giờ đã là một cái chất liệu khác mà có thể in 3D được. Thì toàn bộ cái bộ đồ lòng của PC sẽ được đặt ở bên trong này. Anh em nhìn thấy cái khung không? Đó, anh em có thể thấy khung rất là rõ, cổng USB IO ở đây. Và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ dàn PC 360 độ, mọi hướng đều có thể nhìn thấy. Một bộ chassis cực kỳ là tuyệt vời. Bên này cũng vậy. Và đây là demo. Tất cả những cái phiên bản thu nhỏ, bản mẫu mà họ đã thiết kế ra và họ in lên, họ để đây. Đó, rất nhiều. Ngoài ra thì tại tại khu vực triển lãm của InWin, chúng ta còn có những cái hệ thống tản nhiệt này. Đây là cái bộ mặt trước của PC, anh em thấy không? Những cái hệ thống đèn như thế này, nó chính là để lắp vào mặt trước của những cái vỏ cây InWin như thế này. Rất ấn tượng đúng không ạ? Anh em có thể tùy chỉnh, thay đổi hình ảnh mà mình muốn. Có thể là hiện đồng hồ, hiện số hay gì đó. Ở bên này thì chúng ta có những cái hệ thống quạt tản nhiệt của InWin. Đó, Polaris này, Mars này, Polaris Aurora, Sirius Classic, Sirius Loop, Crown. Và trong số những cái quạt ở đây ý, thì mình thích nhất là cái quạt Mars này. Nó rất là hay anh em ạ. Ngoài việc là nó sử dụng cái khung đơn thay vì là khung 4 cánh như là những cái quạt bình thường khác, thì cái quạt Mars này sẽ sử dụng một cái khung đơn. Đó, anh em thấy không? Và cái khung này nó còn cho phép chiếc quạt của chúng ta di chuyển được các vị trí, các tư thế khác nhau. Cái này cực kỳ hữu dụng luôn, bởi vì là nếu anh em chơi game thấy nóng quá, có thể quay ra quạt cho bản thân mình cho mát. Hoặc là anh em có thể quay ra để quạt vào bất cứ cái thiết bị nào, cái linh kiện nào mà cần được làm mát. Đó chính là cái lợi thế của cái quạt Smart này. Một thiết kế vô cùng thông minh đúng không ạ? Đó, và khi không cần anh em có thể lắp nó trở lại thành một cái quạt tản nhiệt 12cm, vô cùng là bình thường, không có gì khác biệt cả. Rất hay, rất sáng tạo. Và không chỉ ở InWin đâu, chúng ta còn rất nhiều những nhà sản xuất tuyệt vời khác với những sản phẩm cực kỳ hay ho và thú vị mà mình sẽ gửi đến các bạn trong những video tiếp theo tại Computex 2019 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.